Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay, Kiến Quốc Official xin trân trọng gửi đến các bạn câu chuyện Lời Tự Sự Trước Hoàng Hôn, Bảo Vệ Sự Sống. Xin kính mời các bạn cùng lắng nghe và hãy dũng cảm vượt qua mọi rào cản, thách thức, gièm pha của cuộc đời, bảo vệ con cái mình, những thiên thần đáng yêu bé bỏng trước vấn nạn phá thai, cơn ác mộng của sự sinh tồn. Tổ chức Y tế Thế giới xếp Việt Nam vào danh sách 5 quốc gia có tỷ lệ phá thai cao nhất thế giới và dẫn đầu châu Á. Theo báo cáo công bố của Tổ chức Y tế Thế giới, những năm gần đây, quốc gia có số ca phá thai cao nhất toàn cầu là Trung Quốc, 7,93 triệu ca, đứng thứ hai là Nga, 2,28 triệu ca. Việt Nam ở vị trí thứ ba với 1,52 triệu ca. Hai vị trí thứ tư và thứ năm thuộc về Mỹ, gần 1,4 triệu ca. Và Ukraine hơn 600.000 ca mỗi năm. Mỗi năm, cả nước có trung bình khoảng 250.000 đến 300.000 ca phá thai được báo cáo chính thức. Khảo sát mới đây của một tổ chức thực hiện với 3.000 thanh niên tại 15 quốc gia, có đến 64,5% thanh niên có quan hệ tình dục không an toàn. Hàng năm, thế giới có khoảng 208 triệu ca mang thai và 41% trong số đó là mang thai ngoài ý muốn. Một nửa trong số này sẽ phá thai. Ước tính có 33 triệu ca mang thai ngoài ý muốn mỗi năm do ngừa thai thất bại hoặc sử dụng biện pháp ngừa thai không đúng cách. 11% ca sinh con rơi vào bà mẹ trẻ trong độ tuổi từ 18 đến 19 tuổi, tương đương với khoảng 16 triệu ca mang thai vị thành niên mỗi năm. Quả báo não phá thai không trừ một ai, dù là phụ nữ hay nam giới. Trong giáo lý nhà Phật, sát sinh chính là một trong những tội nặng nhất. Trong đó, giết người hay phá thai được xem là điều tối kỵ. Có một câu chuyện thật kể lại rằng, vào khoảng năm 1987, chính phủ Đài Loan bắt đầu có một loạt thay đổi những luật lệ được cởi mở hơn trong sân trường. Trước đây, cách thức điều hành sinh hoạt sinh viên rất nghiêm túc. Ví dụ, có những luật không cho phép sinh viên để tóc dài, cấm nam nữ có liên hệ trong sân trường, sinh viên không được vào các khu vực vũ trường. Sau khi những luật lệ cởi mở này có hiệu lực, thường thấy những đôi uyên ương trụm lại ở sân trường và trong những ngày lễ của trường, sinh viên đi khiêu vũ với bạn bè suốt cả đêm. Ở một phòng khiêu vũ, tôi có gặp một cô gái. Cô ấy là nhân vật chính trong câu chuyện này. Sau khi tôi và cô bạn gái ấy hẹn hò với nhau một thời gian, cô ấy có thai và cô quyết định phá thai ngay lập tức. Vì một lý do nào đó khi đó, tôi cảm thấy việc phá thai không đúng và tôi đã lên tiếng phản đối. Tuy nhiên, cô ấy vẫn giữ vững lập trường. Cuối cùng, tôi phải nhượng bộ và cùng đi với cô ấy đến một bệnh viện. Chỉ trong nửa giờ, một sinh mạng bị hủy diệt. Trong lúc chờ đợi ở phòng đợi, tôi cảm thấy như dao đâm vào và đau đớn vô cùng. Tôi cảm thấy hổ thẹn và tội lỗi kinh khủng về sinh mạng bị đánh mất này. Việc này xảy ra vào tháng 4 năm 1989. Tôi không thể tin là một sinh viên mới chưa được 20 tuổi. Tôi đã mang một việc thiếu suy nghĩ là mang một sự sống vào đời, rồi ngu si dẹp bỏ quyền sống đó. Vào đêm thứ 6 sau ngày phá thai, tôi mơ thấy một bé trai. Bé nhìn tôi hau háu, trong tay cầm một con dao, thình lình thọc dao vào cổ tôi và để lại một vết cắt rất sâu. Trong giấc mơ, tôi lấy tay che cổ và tôi thức dậy trong nỗi đau đớn tột cùng. Trong thâm tâm, tôi hiểu đó là đứa con tôi bị phá thai đến để trả thù. Từ đêm hôm đó trở đi, tôi thường thức dậy vào khoảng 4 giờ sáng vì đau bụng và sức khỏe của tôi bắt đầu giảm sút. Tôi ngày càng nóng nảy đến độ nhiều lần muốn đánh bạn gái mình. Và lúc đó, tôi cũng không hiểu tại sao thân tâm tôi lại thay đổi như thế. Cho đến khi tôi quy y cửa Phật, tôi mới ý thức được rằng việc phá thai kinh khủng như thế nào. Tôi đã cố gắng hết sức để sám hối, cải thiện, lạy Phật, tụng kinh, chú và tu tập nhiều loại công đức. Tôi chỉ mong rằng con tôi sẽ tha thứ cho tôi. Sự trả quả báo của tôi đã đến cách đây 10 năm. Tôi bị chẩn đoán có bệnh ung thư. Các bác sĩ tìm thấy một mầm ung thư ác tính dài 4cm ở cổ tôi, chỗ mà trong quá khứ con tôi gây thương tích cho tôi trong giấc mơ. Mặc dù sau khi giải phẫu, tôi có vẻ được chữa lành.
tôi vẫn tiếp tục tu hành cẩn mẫn và hồi hướng công đức cho con mình, hy vọng rằng tôi có thể chuộc lại lỗi lầm to lớn của chính mình. Vào lúc phá thai, chúng tôi đều còn quá trẻ và khờ khạo. Có lẽ chúng tôi sẽ không làm những lầm lỡ như thế nếu nhà trường có những tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn. Thực ra trong đời sống, không quan trọng là người nam hay người nữ biết hành xử theo lễ giáo. Chỉ khi nào một trong hai người quyết giữ gìn sự trong trắng của mình thì lầm lỗi sẽ không xảy ra. Người phụ nữ phá thai sẽ không bao giờ quên được những sự việc xảy ra trong tiến trình phá thai, không bao giờ có lại được sự hồn nhiên như lúc trước. Hình ảnh sự phá thai luôn luôn ám ảnh người đó, nhất là khi nhìn thấy một bé con của một người khác. Một bác sĩ công tác lâu năm trong nghề đã tâm sự: "Tôi thực sự đau lòng trước những hoàn cảnh những cô gái trẻ vì nạo phá thai không an toàn mà gánh chịu hậu quả nặng nề về sức khỏe sinh sản, vĩnh viễn mất đi khả năng làm mẹ, thậm chí phải trả giá bằng cả mạng sống. Bản thân tôi làm công việc của một bác sĩ phụ sản đã hơn 40 năm, chứng kiến không biết bao nhiêu câu chuyện đau lòng. Vì thế, ngoài những mong muốn mang kiến thức ngừa thai đến cho đối tượng các bạn trẻ là sinh viên, tôi còn một niềm trăn trở với một số đối tượng là công nhân, học sinh. Chúng ta phải cùng chung tay đưa thông tin cập nhật về biện pháp ngừa thai hiện đại đến với các bạn trẻ, nhằm góp phần nâng cao kiến thức và nhận thức về thái độ lựa chọn cách sống chủ động, trong đó có chủ động lựa chọn biện pháp ngừa thai an toàn và hiệu quả." Tôi không dám đưa ra nhận xét mang tính chất cá nhân đối với những trường hợp phá thai vì bất cứ lý do gì. Chỉ mong khi lắng nghe được những tâm sự này, rất mong các bạn trẻ suy nghĩ thật kỹ, hãy sử dụng các biện pháp phòng tránh thai nếu chưa thực sự sẵn sàng chịu trách nhiệm làm cha làm mẹ với con cái mình. Và nếu các bạn đã sẵn sàng, hãy bảo vệ sinh linh bé bỏng đang khao khát được sống và bi bô cất tiếng gọi: "Mẹ ơi, cha ơi." Nếu sự đáng yêu ấy bị chối bỏ, liệu tôi hay các bạn có thể bình yên mà tiếp tục sống đến cuối đời được hay không? Trên đây là lời tự sự chân thành mà Kiến Quốc Official muốn gửi gắm đến các bạn trẻ. Rất mong các bạn nghiêm túc trong chuyện tình cảm, biết nhận lấy trách nhiệm làm cha, làm mẹ của bản thân khi mầm sống nảy nở, biết bảo vệ con cái mình trước giông tố của cuộc đời, sống chan hòa yêu thương và đầy bản lĩnh. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.